Chiều ngày 14 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức họp mặt phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2019. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Hội Nhà báo và những người làm công tác báo chí toàn tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng phát triển của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, báo chí tỉnh nhà cùng với các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác thông tin tuyên truyền, là lực lượng tiên phong phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt đời sống xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Long An nói riêng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An mong rằng trong thời gian tới, với sự nỗ lực của đội ngũ người làm báo, các sản phẩm báo chí của tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các loại hình báo chí, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử có tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Lượng thông tin đăng tải trên các ấn phẩm báo chí đã được cập nhật chính xác, nhanh chóng, phong phú, đa dạng, hấp dẫn hơn. Có nhiều tác phẩm báo chí mang tính thời sự, thể hiện bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức của người làm báo. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các cơ quan báo chí, những người làm nghề báo luôn tiếp tục gặt hái nhiều thành công, góp phần xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp.